Dạ, sách Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có một số đồ gốm, đồ đồng và tranh đá với bộ bàn để giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Thì hôm nay cũng là cuối tuần, thì em cũng mến chúc quý anh cô chú anh chị mình có một ngày bên gia đình thật hạnh phúc. Rồi mã số 1E đầu tiên hôm nay thì em có một cái dĩa lớn và năm cái dĩa nhỏ hòn gốm tàu. Cái này là cái dĩa lớn. Tiếc là được vẽ bằng tay hết nha quý cô chú và anh chị. Cái này là những cái dĩa nhỏ, năm cái dĩa nhỏ đây. Ngang của cái dĩa lớn này là 20. Ngang của cái dĩa nhỏ này là 15. Rồi mã số 1E đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị một cái dĩa lớn và năm cái dĩa nhỏ hòn gốm tàu này 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 2E này thì em có được hai cái dĩa pha lê hàng hai da. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Ngang của cái dĩa này là 23. Rồi hai cái dĩa pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã 3A thì em có được hai cái dĩa hòn gốm tàu. Những cái hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết. Ngang của cái dĩa này là 27. Rồi mã số 3E này em giao lưu với quý cô chú anh chị hai cái dĩa hàng gốm tàu này 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4E thì em cũng có hai cái tô hàng gốm tàu luôn. Hàng thì liền lạc và lành lặn. Chiều cao của cái tô này là 9 sân, ngang miệng tô là 17 sân. Rồi hai cái tô hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5E này thì em có được chục cái chén. Chén rất là nhẹ nhàng và mỏng nhàng của cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Cao của cái chén này là 5 phân, ngang lại là 12 sân. Rồi một chục chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 6E này thì em có một cái cà mèn. Nó là 3 tầng ngang quý cô chú và anh chị. Nước men thì rất là sáng luôn. Hàng thì liền lạc và lành lặn hết. Một cái khay của nó như vậy là 4 sân ngang quý cô chú và anh chị. Ngang lại là 16 sân. Rồi cái cà mèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7E này thì em có một cặp tôm hòn gốm Biên Hòa xưa nha quý cô chú và anh chị. Hòn thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của con tôm này là 10 sân, ngang lại là 29. Em xin lỗi, chiều dài là 29, ngang lại là 17. Rồi cặp tôm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp với quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 8E này thì em có một cặp đông voi. Cặp đông cặp tầng thuốc nha quý cô chú và anh chị. Này cũng là hòn gốm Biên Hòa xưa luôn. Chiều cao là 15 sân, ngang lại là 16 sân. Rồi cặp đông voi này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9E này thì em có một bộ tách trà gồm 6 cái ly, 6 cái dĩa và cái bình trà. Đó, hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Bộ tách trà này rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao là 4 sân, ngang miệng ly là 5 sân. Ngang của cái dĩa này là 10 sân. Chiều cao của cái bình trà này là 9 sân. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 10E này thì em có một cái bình gốm chu đậu. Đó, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao là 23, hoành bụng là 42. Rồi cái bình gốm chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11E này thì em có những cái đèn dầu.
Cái đèn này thì cái bầu của nó bằng gốm ngang của cô chú và anh chị. Ống khói của nó thì có logo luôn. Chiều cao của cái này là 44. Quanh bụng là 23. Rồi mở cho anh chị, cái đèn này là 2 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mở số 12A này thì em có một cái đèn đồng này. Cái bào của nó thì bằng đồng. Hàng thì liền lạc và là lặn luôn, không có bị lỗng chảy gì hết. Chiều cao của cái đèn này là 52. Quanh bụng là 44. Rồi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.800.000. Em bao đến bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13 và 14 thì em có một cặp đèn đồng. Đó, ống khói của nó là đều có logo hết nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đèn này là 54. Quanh bụng là 44. Rồi, mã số 13 và 14 này em giao lưu với quý cô chú anh chị là mỗi cây đèn là 2, em xin lỗi là 3 triệu. Em bao đánh bóng về em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 15A này thì em có một cái sâm trầm. Chất liệu của nó là bằng đồng, hàng thì liền lạc và là lặn luôn. Đi vô trong nhà lấy cái căn giùm chị coi. Chiều cao của cái sâm trầm này là 15. Ngang lại là 20. Để em căng thử cái sâm trầm này nó được bao nhiêu nha quý cô chú và anh chị. Căng nặng của cái sâm trầm này là 1 kg. Rồi mã số 15A này em giao lưu với quý cô chú anh chị, cái sâm trầm này là 1.200.000. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 16A này thì em có một cái thau. Chất liệu của nó là bằng đồng, hàng thì liền lạc và là lặn luôn. Bên trong chân đế của nó đây. Chiều cao là 15, ngang lại là 38, lọt lòng là 34, căng nặng của nó là 1 kg 1. Rồi cái thau này em giao lưu giúp quý cô chú anh chị là 1 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 17A này thì em có một cái khay đựng trà, cái khay trà. Chất liệu của nó là cẩm lai nha quý cô chú và anh chị. Bề mặt khay và xung quanh khay này là đều cẩn ốc bảy màu hết. Chừng đế. Chiều cao của cái khay này là 11 cm, chiều dài là 34, ngang lại là 20. Rồi cái khay trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 18E này thì em có một bức tranh đá tứ quý. Cái này là những vị tiên em quý cô chú và anh chị. Cái khung là cái khung gỗ gụ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của bức tranh này là 79, ngang lại là 27. Chiều cao của cái miếng đá này là 73, ngang lại của cái miếng đá của mình là 21. Rồi mã số 18E này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh tứ quý này 4.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19E thì em có một bộ bàn Trường Kỷ Ngũ Sơn. Đó, bề mặt bàn và là được cẩn ốc bảy màu nha quý cô chú và anh chị. Đó, cái ghế của mình là văn gỗ là tự nhiên luôn. Còn bên cái thành dựa của cái ghế của mình là được chạm và độc thủ không tay hết nha quý cô chú và anh chị. Đó, hàng thì liền lạc và là lặn luôn. Chiều cao của cái ghế này là 1m1. Chiều dài phủ bì của cái ghế mình là 1m95. Lọt lòng của cái ghế mình là 1m84. Chiều sâu vô của cái ghế mình là 52. Cái bộ bàn này là chất liệu của nó là gỗ đỏ nha quý cô chú và anh chị. Văn gỗ của nó là tự nhiên luôn. Chiều cao của cái bàn này là 77. Chiều dài của cái bàn này là 1m52. Ngang lại của cái mặt bàn của mình là 56. Đó là thông số của cái bàn này.
Rồi mã số 19F này em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ bàn Trường Kỷ Ngũ Sơn này 51 triệu em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 19A này cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Vậy em cảm ơn.